Tại ngã ba giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 24 thuộc xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một phụ nữ trong lúc tiễn con đi học bị tử vong. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhút, 48 tuổi, thôn Trạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức. Do không làm chủ được tay lái trong lúc điều khiển xe máy nên đã bị ô tô tải biển số 76C0792 chạy hướng Bắc Nam lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A lao vào. Vụ tai nạn làm bà Nhút tử vong tại chỗ. Được biết hoàn cảnh bà Nhút khó khăn, làm nghề bán đậu hũ phải nuôi con đi học tại thành phố Hồ Chí Minh.